Xin chào các bạn, và tiếp tục nói về Samsung thì năm nay quả thật chính là sự đánh dấu trở lại mạnh mẽ của Samsung ở trong phân khúc smartphone tầm trung, khi mà các hãng smartphone Trung Quốc đang chiếm thị phần mạnh mẽ ở các phân khúc này, khi mà Samsung liên tục cho ra mắt những mẫu điện thoại dòng M và dòng A mới có cấu hình mạnh mẽ hơn, thiết kế đẹp hơn và camera tốt hơn, đặc biệt là giá bán chính hãng lại vô cùng hấp dẫn. Và tiếp tục trên đà chiến thắng thì mới đây chúng ta được biết thêm những chiếc smartphone dòng A nữa sắp ra mắt, đó chính là chiếc Samsung Galaxy A90. Và đây là một sản phẩm có thiết kế cực kỳ đặc biệt của Samsung, và chúng ta cùng theo dõi video này để biết chi tiết hơn về chiếc điện thoại này nhé. Lần đầu tiên trong thiết kế, khi mà Samsung đã phá bỏ giới hạn và không đặt cụm camera selfie lên mặt trước mà giấu kín đi bằng motor thò thụt giống như các sản phẩm đến từ Oppo hay là Vivo, như là Oppo F11 và Vivo V15 sắp tới đây. Và nhờ học tập các sản phẩm Trung Quốc này thì chúng ta thấy được chiếc Samsung Galaxy A90 có màn hình gần như chiếm trọn mặt trước cho người dùng trải nghiệm toàn màn hình. Và đây sẽ là chiếc điện thoại đầu tiên của hãng có thiết kế camera thò thụt này, khiến cho màn hình sẽ không có tay thò, không giòn nước và không có phần thừa nào cả. Ngoài ra vẫn chưa có gần như bất cứ thông tin nào về thiết kế mặt lưng của chiếc điện thoại này. Và chúng ta có thể thấy được dòng Samsung Galaxy A năm nay được hãng ưu ái rất nhiều khi được trang bị các tính năng cao cấp và hay ho từ các mẫu smartphone cao cấp của hãng, và có thể kể đến như là vân tay trong màn hình. Màn hình tràn viền thực sự và hiệu năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài ra thì ở các trang thông tin công nghệ nước ngoài thì cũng cho chúng ta biết thêm về cấu hình được trang bị trên thiết bị này. Chiếc Samsung Galaxy A90 có thể được trang bị màn hình Full HD Plus 6.41 inch với công nghệ màn hình Super AMOLED, và mặt sau được trang bị bộ 3 camera, trong đó là một cảm biến 32 MP, một cảm biến 5 MP và 10 MP, và dự kiến sẽ được hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và chụp ảnh góc siêu rộng giống như các dòng Samsung Galaxy A trong năm nay. Và phần camera thò thụt ở mặt trước sẽ là cảm biến 32 MP và hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt. Về mặt hiệu năng thì chiếc máy này được trang bị viên pin lên tới 5.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh. Điều này cho chúng ta thấy được đây sẽ là một thiết bị có viên pin cực kỳ lớn và tha hồ cho chúng ta sử dụng trải nghiệm thoải mái suốt cả ngày. Và thay vì con chip cây nhà lá vườn Exynos thì năm nay Samsung trang bị cho chiếc Samsung Galaxy A90 chạy trên con chip Snapdragon 710 cực kỳ mạnh mẽ. Và điều này sẽ làm cho người dùng không phải lo lắng về vấn đề hiệu năng trên chiếc máy này. Đi cùng với đó là RAM 6GB và 128GB bộ nhớ trong. Hiện tại thì vẫn chưa rõ giá dự kiến của chiếc máy này, nhưng có lẽ sẽ rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng. Và các bạn dự đoán giá của chiếc máy này sẽ thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới để cùng bàn luận. Và các bạn thấy sao về chiếc máy tràn viền đúng chất nhất đầu tiên của Samsung? Và năm nay quả thực là một năm bùng nổ của Samsung, trải dài từ phân khúc giá rẻ đến cao cấp. Và đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào khác của The Review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.